hai xạ thủ ghen ghét của đoàn thể thao Việt Nam gây ấn tượng tại Olympic Paris 2024. Mặc dù Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền đều chưa có được tấm huy chương tại Olympic Paris 2024, nhưng hai nữ xạ thủ ghen ghét của đoàn thể thao Việt Nam vẫn để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ. Trịnh Thu Vinh. Trịnh Thu Vinh sinh năm 2000, đến từ Thanh Hóa. Năm lớp 7, thấy các bạn ở đội điền kinh của trường chạy nên Vinh nhờ bạn nói giúp với thầy cô cho tập thử và được vào đội. Ai ngờ cô học trò này lại giành giải nhì cấp huyện và được đi thi cấp tỉnh. Tại đây, Vinh lọc vào mắt xanh của huấn luyện viên đội cầu mây câu lạc bộ Công an Nhân dân và được giới thiệu vào đội điền kinh. Tuy nhiên, Thu Vinh không có duyên với bộ môn này, không đạt được thành tích sau 3 năm tập luyện ròng rã. Tiếc tài năng thể thao của cô trò nhỏ, các thầy cô giới thiệu Vinh sang đội bắn súng và chỉ 3 tháng sau Thu Vinh đã được vào đội. Chỉ 1 năm sau đó, Vinh chứng minh khả năng khi giành 2 huy chương vàng cá nhân và đồng đội, đồng thời lập kỷ lục trẻ quốc gia ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải súng hơi thanh thiếu niên quốc gia 2018. Đầu năm 2024, nữ xạ thủ ghen ghét ghi dấu ấn với huy chương vàng tại giải bắn súng vô địch châu Á, nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội cùng nam xạ thủ Phạm Quang Huy. Thành tích này càng củng cố thêm cho chiếc vé dự Olympic Paris 2024 của Thu Vinh. Ngày 27 tháng 7, Trịnh Thu Vinh đã làm nên lịch sử, trở thành nữ xạ thủ Việt Nam đầu tiên lọt vào chung kết 10m súng ngắn hơi nữ Olympic. Cô là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt sau khi cán đích ở vị trí thứ tư vòng loại. Ở loạt bắn chung kết diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 7, Trịnh Thu Vinh đã thi đấu thăng hoa. Những phát bắn của Thu Vinh đạt đến độ chính xác rất tốt và mang về điểm số cao. Có thời điểm cô vươn lên vị trí thứ ba. Nhưng càng thi đấu, đối thủ trực tiếp của cô là Manu Becker càng thể hiện sự xuất sắc. Becker liên tục đạt điểm trên 10 và chỉ có một phát đạt 9,9 điểm. Trong khi đó, Thu Vinh tỏ ra hụt hơi. Dù đã thể hiện tốt nhất so với khả năng nhưng xạ thủ Việt Nam vẫn phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ tư chung cuộc, hụt tấm huy chương đồng trong gang tấc. Việc Thu Vinh xếp thứ tư là điều đáng tiếc với bắn súng Việt Nam, nhưng dù sao, cô mới có lần đầu dự Olympic nên thành tích này thực sự rất đáng ghi nhận. Lê Thị Mộng Tuyền. Lê Thị Mộng Tuyền sinh năm 2003 đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thi đấu nội dung 10m súng trường hơi nữ. Đáng chú ý, trong lịch sử thể thao Việt Nam, Mộng Tuyền là vận động viên đầu tiên giành vé tham dự Olympic ở nội dung súng trường. Cô là một trong những vận động viên hiếm hoi của thể thao Việt Nam đi lên chuyên nghiệp từ thể thao học đường. Năm học cấp 2, vì Mộng Tuyền có chút nhút nhát nên muốn tham gia bộ môn nào đó để có thể dạn dĩ hơn. Cô quyết định tham gia phong trào ở trường và được tiếp xúc với bắn súng. Từ những lần thi đấu giải phong trào có thành tích, cô được ban huấn luyện đội tuyển bắn súng thành phố Hồ Chí Minh tuyển chọn và chính thức trở thành vận động viên bắn súng chuyên nghiệp từ năm 2019. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022, Mộng Tuyền đoạt 3 huy chương vàng và xác lập 4 kỷ lục đại hội. Sau đó, cô giành huy chương vàng tại giải vô địch Đông Nam Á, đây cũng là huy chương vàng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của nữ vận động. Đến năm 2023, Tuyền giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia. Đầu năm 2024, xạ thủ 20 tuổi của tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 10m súng trường hơi tại giải bắn súng vô địch châu Á 2024, giành tấm vé danh giá đến Olympic Paris. Chiều ngày 28 tháng 7, Lê Thị Mộng Tuyền bước vào thi đấu vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ tại Olympic 2024. Xạ thủ trẻ của Việt Nam bắn không thật tốt ngay ở loạt 10 viên đầu tiên, khi hai lần bắn dưới mốc 10 điểm và ở lượt bắn này Mộng Tuyền chỉ đạt tổng cộng 102,6 điểm, nhanh chóng rơi xuống nửa dưới trên tổng số 44 vận động viên tranh tài. Ở cả 4 lượt bắn kế tiếp, dù nỗ lực thi đấu tốt hơn với chỉ 3 viên đạn bắn dưới mốc 10 điểm, nhưng nhìn chung Mộng Tuyền cũng không thể tạo ra màn bứt phá ngoạn mục. Cho đến trước lượt bắn cuối cùng, lượt số 6, Mộng Tuyền vẫn nằm ngoài top 30. Dẫu sao ở kỳ Olympic đầu tiên trong đời, xạ thủ trẻ của Việt Nam vẫn còn một hành trình dài phía trước để phấn đấu, cải thiện thông số thành tích và bản lĩnh thi đấu trước khi hướng đến những mục tiêu lớn lao trong tương lai.